Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Seawood và Seawood FI. Thì lời nói đầu tiên cho mình xin cảm ơn tất cả các anh chị, ông bà, cô chú, em đã ủng hộ dòng Yamaha Seawood cũng như Seawood FI trong thời gian vừa qua. Và ủa sao mà bán màu đen không vậy trời? Sao đầu tháng giờ trai gái gì cũng thích màu đen chúng ta? Vớt được chiếc màu đỏ cũng mừng ha. Rồi, Yamaha Seawood cũng như Seawood FI là một dòng xe mà bán được trong thời gian này. Mấy bạn biết tại sao? Bây giờ kinh tế nó đi xuống á, là tiền lương á, nó thấp ha. Những xí nghiệp công nhân đâu đó họ không có đơn hàng nữa. Nhiều khi là chỉ đủ cái mức sống thôi. Và để mua một phương tiện, nhiều người họ mua để đi làm, nhiều người họ mua để đi học, nhiều bạn học sinh sinh viên mua đi học, thì Seawood là một dòng xe giá rẻ sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó. Vì nó bền nữa, nhiều người họ sử dụng nhiều năm, họ là cửa hàng nói cho mình là chỉ đổ nhớt thay nhớt và chạy thôi, đổ xăng thay nhớt chạy, không thấy nó hư hỏng gì hết, vì nó khá là bền. Các bạn đang xem chiếc này là chiếc Seawood bình xăng con, mà mẫu này là mẫu căm đùm, bánh căm thắng đùm. Thì giá chiếc này hiện tại là 19.500.000 đồng. Giá xe này so với những tháng 2-3 tháng trước thì nó giống như vậy, nhưng mà so với tháng rồi thì tháng này nó sẽ nhẹ hơn chút xíu thôi. Bánh căm thắng đùm nó sẽ còn hai màu nữa. Đầu tiên đó sẽ là màu đỏ bóng. Các bạn lưu ý là bây giờ bánh mâm nó không còn màu đỏ nữa nha. Các bạn mua màu đỏ là chỉ mua bánh căm đùm hoặc là căm đĩa thôi. Bánh mâm nó không còn màu đỏ nữa. Đây là màu đỏ của phiên bản căm đùm, sẽ có giá là 19.500.000 đồng. Giá này đã bao gồm VAT rồi, chưa bao gồm trước bạ biển số. Các bạn phải về địa phương các bạn đóng thêm trước bạ biển số, tùy theo hộ khẩu mấy bạn ở đâu ha, mà có mức phí riêng ở đó. Rồi, chiếc này là chiếc màu xám. Màu xám bánh căm đùm thì nó sẽ có cái tem màu xanh lá cây. Lát nữa mình sẽ cho mấy bạn xem màu xám của căm đĩa, nó sẽ là một bộ tem khác của nó, màu xanh dương ha. Mà cái kiểu dán tem nó cũng sẽ khác, phối màu nó cũng khác. Thì con xám căm đùm này nó sẽ có tem xanh lá, cũng 19.500.000 đồng luôn. Đó là ba màu sắc của phiên bản căm đùm. Bây giờ mình sẽ đi xuống lầu để kiếm chiếc căm đĩa cho mấy bạn xem ha. Gọi là căm đĩa là một phiên bản khác, chứ thật ra là nó chỉ khác cái điểm duy nhất là cái thắng ở phía trước thôi. Chiếc này là thắng đùm, chiếc này là thắng đĩa. Thì chiếc này nó sẽ cao hơn chiếc kia. Giá hiện tại là 21.500.000 đồng cho phiên bản bánh căm thắng đĩa. Và khi các bạn hỏi giá thì các bạn lưu ý là các bạn đang mua, đang tham khảo chiếc căm đùm hay căm đĩa ha. Lưu ý rõ cái điều đó ha. Rồi, các bạn đang xem này là màu đen, 21.500 cho màu đen. Cái đầu nó là màu đen nhám và cái đuôi nó màu đen bóng. Phối màu của 2023 nó như vậy. Như con xám nè, các bạn sẽ thấy cái đầu nó màu xám nhám và cái đuôi nó màu đen bóng. Tem của nó là màu xanh dương ha. Tem của nó thì đồng nhất từ đầu tới đuôi, nhưng mà cái màu phối thì nó sẽ khác. Như con màu trắng này cũng vậy, cái đầu nó màu trắng và cái đuôi nó màu xanh. Tại sao mình kêu các bạn, khi các bạn tham khảo xe hoặc là các bạn mua, các bạn lưu ý là căm đùm hay căm đĩa? Bởi vì có nhiều người á là coi video mình báo 19.500 lỡ căm đùm, cái ga mình báo căm đĩa 21 mấy, cái bắt đầu cự dễ tử lên là sao bữa hổm coi video có 19 triệu mấy ha. Nhưng mà các bạn coi, các bạn phải coi cho kỹ, căm đùm với căm đĩa nó khác nhau, giá thành nó sẽ khác nhau ha. Các bạn đi tham khảo nhiều cửa hàng cũng vậy, nhiều người họ bị lẫn lộn á, họ nói cửa hàng này bán rẻ, cửa hàng này bán mắc ha. Thật ra là trong khu vực thường nó sẽ bằng giá nhau à. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bánh mâm thắng đĩa. Các bạn đang xem là màu xanh xám đen, chiếc này là màu xanh dương á, nói nước trắng là màu xanh dương á, xanh dương đậm. Còn bên này là màu xám ánh xanh. Xám ánh xanh 2023 thì cái tem của nó sẽ là màu đỏ cam, cam đỏ ha. 22.500 cho phiên bản bánh mâm thắng đĩa. Chiếc xám ánh xanh ngày xưa nó cũng ra mắt cái đây vài năm rồi, là nó màu tem màu xanh lá cây. Thì lần ra mắt mới lần này thì tem của nó sẽ màu đỏ cam như vậy. Còn thứ ba là màu đen bạc, đây là màu đen nhám ha. Đó, đây là màu sẽ không có màu đen bóng nha mọi người. Đen bóng là nó chỉ có trên căm đùm thôi. Đen nhám nguyên con là nó phối giữa màu đen với màu bạc. Chiếc này là màu xám lông chuột, hay còn chính xác hơn là màu xám vàng. Và nó là cái con thay thế cho màu xám cam ngày xưa á. 22.500 cho màu xám này. Các bạn có thể thấy một điều, đó là hai màu sắc cơ bản không có trên bánh mâm, đó là màu trắng và màu đỏ. Bây giờ đừng kiếm hai màu đó nữa nha, hiện tại không có sản xuất. Rồi, chiếc này sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là 2.08 lít trên 100 cây. Mình nhớ như năm rồi nó là 1.99, giờ thành 2.08. Sẽ có cái công tắc đèn ha. Tại sao mình nói công tắc đèn? Tại vì chiếc kia nó không có. Chiếc lát nữa mình quay á, mặt đồng hồ đây thì màu xanh, khá là nổi bật trẻ trung.
Rồi, có cái e gió chỗ này. Từ chiếc bình xăng con mà các bạn mở cái đó ra có thể cho xăng nó bơm vào cái thứ. Các bạn mở cốp yên là phải ghim cái chìa khóa phía dưới đít ha. Không có mở được trên cái mẫu khóa đâu. Cốp xe này nó khá là nhỏ à, không để vừa cái nón đâu. Chỉ để cái áo mưa thôi. Vừa cái áo mưa thôi. Áo mưa gì? Áo mưa bự ha. Chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc. Bạn đi bất kỳ đại lý nào cũng được. Mua 7 và là sẽ chính hãng yên tâm. Dùng tích bình xăng thì khoảng 4 lít ngoài. Mấy bên này kinh tế khó khăn mà giá xăng nó lên ha. Lên hoài luôn, 24.000 một lít hay gì rồi á. Rồi, bên này mình sẽ cho các bạn xem cái bảng thông số kỹ thuật nhỏ nhỏ. Lát nữa bạn các bạn sẽ thấy điều bất ngờ là chiếc xe này nó nhỏ mà nó sẽ nặng hơn chiếc bự nè. 100kg, 110 phân khối năm 2023. À, chiếc này sẽ có phân khối là 110, 100kg ha. Mình nhớ phiên bản này ngày xưa á, 3-4 năm trước nó là 96, 97kg vậy đó. Giờ nó lên 100kg rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang dòng xe thứ hai, đó là dòng Sigut phun xăng điện tử hay còn gọi là Sigut FI. Thì các bạn sẽ thấy nó là một cái kiểu dáng hoàn toàn khác so với chiếc Sigut bình xăng con. Một kiểu dáng là hiện đại hơn, nó trẻ trung hơn, nó trung tính hơn, nó to xác hơn nữa. Đèn xi nhan nó dời xuống phía dưới, các bạn dễ nhận biết hơn so với chiếc kia là nhìn cái xi nhan là biết liền, xi nhan nó nằm phía dưới. Chiếc này là căm đùm 21.500.000 đồng cho phiên bản bánh căm thắng đùm. À. Rồi bây giờ các bạn đang xem tới chiếc bánh căm thắng đĩa. Cắm đĩa thì giá thành nó sẽ cao hơn. Chiếc này hiện tại là 23.000.000 đồng ở phiên bản bánh căm thắng đĩa. Thì căm đùm, căm đĩa nó sẽ có chung một cái bộ màu, đó là màu đỏ mấy bạn vừa xem, màu trắng các bạn đang xem, còn một màu xanh nhám và một màu đen bóng nữa ha. Tổng cộng nó sẽ có 4 màu. Mình đã làm rất là nhiều video về 4 màu sắc này rồi cho nên là mình chỉ kể ra thôi ha. Xe này là bên mình có chương trình hỗ trợ trả góp luôn, trả trước từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục thì chuẩn bị căn cước công dân có chip, từ 18 tuổi trở lên là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang phiên bản bánh mâm. Bánh mâm thì nó sẽ đi kèm với thắng đĩa, giống như chiếc xe của mình xanh con lúc nãy nó sẽ có 4 màu, mà ở đây mình chỉ có 3 màu thôi. Thiếu màu gì các bạn nhớ không? Xám bánh xanh ha. Xám bánh xanh vừa bán hết hàng rồi chứ không phải đợi chuyển về nữa. Rồi, màu sắc đầu tiên đó là màu đen bạc, thì các bạn phối màu y chang như con Sigut nhỏ lúc nãy mấy bạn xem đó. Màu đen nhám nguyên con, tem của nó màu bạc với màu đỏ. Màu thứ hai là màu xám vàng, thì nó cũng giống như chiếc C-Kilo à, là màu xám lông chuột, xám bóng á, phối với lại tem màu vàng và có vài cái ốp màu vàng à. Thì chiếc bánh mâm này sẽ có giá là 24.500.000 đồng. Rồi, màu này là màu đỏ, đỏ bóng. Thì chỉ Sigut FI bánh mâm nó có màu đỏ thôi, Sigut bình xăng con thì nó là không có. 24.500.000 cho dòng bánh mâm này ha. Sẽ có cái tem RC nổi à, Sigut nhỏ thì nó cũng có chữ RC nếu mà tem nó để cảnh dáng. Còn CFI thì sẽ có cái tem nổi. Rồi, ở dưới này sẽ có thông số là 1,65. Xe này tiết kiệm xăng hơn xe kia rất là nhiều ha. Lít xăng đi trung bình tầm khoảng 60 cây luôn rồi à, và cái nó không có công tắc đèn. Chỗ này nó trống à, xe này bị bỏ công tắc đèn rồi. Mặt đồng hồ của nó thì nó sẽ đơn giản hơn, nó dạng như nó trưởng thành hơn. Bên này thì cũng công tắc không có gì nổi bật rồi. Các bạn muốn mở cốp yên thì các bạn có thể mở trực tiếp cho cùng ổ khóa luôn, rất là tiện lợi ha. Và chúng ta sẽ có một cái cốp xe rộng, chế độ bảo hành thì cũng như xe kia 3 năm trên toàn quốc. Cốp xe này các bạn có thể để vừa cái nón nửa đầu, hoặc là các bạn có thể để các vật dụng này nọ các thứ, nó sẽ rộng rãi hơn so với chiếc xe nhỏ lúc nãy. Tại vì kiểu dáng chiếc này nó bự hơn mà, thiết kế nó bự hơn. Rồi, ở dưới này nó sẽ có phân khối xe nè, 113, ship vào loại 115 phân khối nha. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều là cân nặng xe này chỉ có 98kg. Cái nó nhẹ hơn chiếc xe nhỏ lúc nãy nữa. Xe nhỏ lúc nãy là 100kg, xe này chỉ có 98kg. Chắc là do cục máy nó nặng rồi. Rồi bên mình cũng có chương trình thu xe cũ đổi xe mới luôn ha. À, các bạn có thể đem xe cũ đến đại lý bên mình, có nhân viên kiểm tra xe báo giá cho các bạn, và chúng ta có thể mua trả góp hoặc mua tiền mặt đều được. Thông tin cửa hàng dưới phần mô tả nha.